Mình bóc được nước Pháp rồi các bạn ơi. Trung Quốc Trung cuộc đây đội triệt tiêu các bạn, đội triệt tiêu cầm theo cái liều rồi. Thổ Nhĩ Kỳ. What? Đồ Thổ Nhĩ Kỳ là mặc sao? Cái đó người ta cao nó không kỳ ấy. Cái nó bắt đầu nó cao lắm mà tiền nó xẹp xuống rồi. Trời ơi, ông lấy của đúng đòi trên đầu các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với channel của Báo Ren. Ngày hôm nay thì như tiêu đề mình sẽ làm một cái trận chiến cùng với Dũng Huy, đó chính là bốc thăm trúng thưởng của các màu cờ này các bạn ơi. Đây, ở đây thì chúng ta có 10 màu cờ khác nhau nha anh em. Đây là cờ Ý nè các bạn, đây là cờ Pháp nè, đó, còn đây là cờ Trung Quốc, đó, đây là cờ Thái Lan, Mỹ nè các bạn, rồi Hàn Quốc nè các bạn, rồi Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ. À đây mới là Ấn Độ các bạn, đây là Ấn Độ. Cái thằng hồi nãy là cái gì ta? Ả Rập các bạn ơi, Ả Rập Pakistan. Rồi còn đây là của Tây Ban Nha. Thì tại sao mà anh em của tụi mình lại có những cái màu cờ này các bạn ơi? Thì ngày hôm nay thì trận chiến giữa mình cùng với Dũng Huy đó chính là bốc thăm trúng thưởng xem ai trúng màu cờ nào thì người đó sẽ phải mặc trang phục của màu cờ đó. Trong nhà của anh em của tụi mình thì không có nhiều trang phục, cho nên là anh em của tụi mình sẽ phối thành những trang phục truyền thống của tất cả các nước này nha anh em. Rồi bây giờ bắt đầu chơi luôn anh em. Ai thua bốc trước? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Lần này đâu ra cái màu nữa, mọi kia đó là cái màu các bạn. Rồi xem mình bốc trúng cái gì đây. Mình bốc được nước Pháp rồi các bạn ơi. Và mình phải hóa trang thành trang phục của Pháp rồi. Bảo vô trong nhà có đồ nước Pháp đi. Ây, trang phục của nước Pháp thì để mình cho các bạn xem coi. Đây, nước Pháp thì chắc ông Bảo ông sẽ mặc mấy bộ đồ kiểu này các bạn. Đấy, nước Pháp rất là đẹp, nhìn rất là quý tộc nha. Đây, bộ rất là quý tộc này. Ây da, người mẫu chúng ta đã sẵn sàng. Sau đây chúng ta sẽ chiêm ngưỡng trang phục của nước Pháp nha. Đây là trang phục của nước Pháp nha. Đây, các bạn thấy đẹp không anh em? Áo Italy chứ các bạn. Ủa, nhầm, áo Pháp, đúng rồi, y chang luôn. Có khăn quàng cổ này, đó, khăn quàng cổ. Có rồi, mình chịu chế cho anh em. Ngồi, rồi, y chang luôn. Các bạn thấy đẹp không anh em? Đó, mình mới sắm luôn các bạn à. Tới Dũng xem qua là Dũng sẽ hóa trang thành ai đi các bạn à. Mình muốn Dũng hóa trang thành Ấn Độ á. Trung Quốc. Trung Quốc. Trung Quốc. Trai thì mình nghĩ là nó sẽ giống như vậy anh em. Đó, có vẻ như giống như là Hoàng Châu Cách Cách hồi xưa ha. Đó, còn đây là trang phục nữ là chủ yếu, chứ thật ra là anh em của tụi mình chơi nam thôi. Và thời gian chuẩn bị đã xong, bây giờ chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng Dũng China. Thì đây chính là trang phục Trung Quốc của Dũng Huy. Rất là truyền thống ha, kiểu như cái thời kiểu như đồ này là đồ chắc là đồ tiều phu của Trung Quốc đi các bạn ơi. Đây đồ triệt chiêu các bạn, đồ triệt chiêu cầm theo cái rìu tiều phu vậy. Anh chưa biết rồi, trước khi làm chỉnh hậu vệ của Ban Anh Thiên thì triệt chiêu làm tiều phu. Triệt chiêu làm tiều phu. Ok, các anh em có thấy giống Trung Quốc không anh em? Rất là đẹp đúng không? Không biết là mình sẽ mặc trang phục của nước nào đây. What the fuck, Ả Rập. Ả Rập nó mấy ba răng bút sen các bạn, nó mặc đồ kín mít à. Thôi ông Bảo nó nhận thử thách là mặc đồ Ả Rập với các bạn. Để mình cho các bạn xem Ả Rập mặc như thế nào đây. Ả Rập là đây. Ả Rập là nó có cái cuốn khăn tròn trên đầu các bạn. Hình như Ả Rập có hai màu trắng và đen mà. Đấy, thì đồ như vậy đấy, để mình xem coi người mẫu chúng ta mặc đồ sẽ ra như thế nào nhá. Ok, người mẫu của chúng ta với trang phục truyền thống Ả Rập bạc tỷ sẵn sàng. Mình chấm cái điểm, mình chấm cái trang phục này là 5 điểm thôi các bạn. Quá xấu. Xấu gì, Ả Rập gì còn xấu nữa. Người ta cuốn cái khăn, người ta cuốn khăn tròn, ống cuốn cái nón các bạn. Đây cái nón là khăn còn gì đó. Không đúng rồi, không đúng rồi. Cái đây là trang phục truyền thống của Ả Rập nha anh em. Nói chung gì nó cũng giống giống đấy, mà nó hơi xấu các bạn. Rồi, đến lượt nó chê mình các bạn, đến lượt nó thay đồ là anh em. Giờ cho nó mặc cái đồ gì nó khó đi.
Ý Italia. Italia, rồi trang phục truyền thống của Italia sẽ như thế nào đây nha anh em? Của người Ý đó bạn, là người ta rất là giống cao bồi. Đây ví dụ như các bạn thấy nè, đó người con trai thì chúng ta thì mặc cái quần kiểu như áo tay dài xong rồi quần jean nha, giống kiểu cao bồi các bạn, và cái nón hoa nhìn rất là tếu. Thì đây trang phục truyền thống của nước Ý. Vừa rồi nè các bạn đã được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống của nước Ý. Và mình không biết là thằng Dũng giống mà đúng không? Cũng chết là giống anh em. Tại vì ở nước Ý là người ta là kiểu như là theo cái thiên hướng truyền thống nó thiên thiên về con gái một chút, cho nên là nhìn nó hơi gì gì, nhưng mà cũng giống rồi đó anh em. Sẽ đến mình xem coi là mình sẽ mặc trang phục của nước nào. Trang phục của nước Ý của thằng Dũng thấy ghê quá. Gì đây? Ui, Tây Ban Nha. Tây Ban Nha lạ không? Em chưa thấy trang phục truyền thống của Tây Ban Nha đây các bạn. Đây. Ủa? Sao này giống cái nước Pháp vậy mày? Ui, cái giống mấy cái ông làm trong cái đấu trường bò tót các bạn. Người mẫu đã mặc trang phục Tây Ban Nha. Với cái trang phục truyền thống mà nó rất là đẹp của Tây Ban Nha thì em bảo nó phối khá giống các bạn, giống mấy người đấu bò tót ngày xưa. Được, em chấm này 10 điểm luôn anh bảo. Tiếp tục thì chúng ta sẽ đến phần hóa trang truyền thống của Dũng Huy. Gì đây? Nước nào ạ? Thái Lan. Ok, Dũng Huy sẽ chuẩn bị vô trang điểm trang thay đổi trang phục của chúng ta, xem qua là truyền thống của Thái Lan là như thế nào. Cái bộ đồ truyền thống của Thái Lan á, nó cực kỳ giản dị nhưng mà nó rất là mang cái hiện đại luôn anh em ạ. Ví dụ như mình sẽ cho các bạn xem đồ truyền thống của nam và nữ ha. Đó, các bạn thấy không? Kiểu như là một cái bộ đồ nó vai cao là các bạn, và một cái quần thần thần giống Alibaba ha. Và ok các bạn, thì sau đây mình sẽ cùng chiêm ngưỡng bộ trang phục truyền thống Thái Lan. Thì chúng ta vừa được chiêm ngưỡng trang phục truyền thống của Thái Lan do Dũng Huy sáng tạo. Thì mình thấy cái áo ở đây, tại vì do áo tay ngắn cho nên các bạn chưa có thấy được cái đều bộ của nó ha. Còn cái quần Alibaba này thì đúng rồi các bạn ạ. Nhưng mà nhìn nó không giống lắm, chắc do Dũng để tóc dài sao các bạn. Đến thử thách tiếp theo của mình, không biết mình sẽ mặc bộ đồ nào đây anh em. Thổ Nhĩ Kỳ. What? Đồ Thổ Nhĩ Kỳ nào mặc sao? Ây, trang phục truyền thống của Thổ Nhĩ Kỳ. Để mình cho các bạn xem nha. Nó giống cái đồ của Đức Giáo Hoàng mặc các bạn. Đấy, bạn nào biết Đức Giáo Hoàng thì các bạn sẽ liên tưởng được cái bộ đồ đó, khá là giống. Mà bộ đồ này phối hơi khó nha, để xem người mẫu của chúng ta phối đồ như thế nào. Rồi, đến với cái phiên bản quần áo từ Thổ Nhĩ Kỳ thì người mẫu bảo ren của chúng ta đã có một cái phiên bản rất là hài hước. Dao găm Thổ Nhĩ Kỳ. Đẹp. Cái nón. Nó nhìn kỳ. Cái nón người ta cao, cái nón không kỳ ấy. Cái nón bắt đầu nó cao lắm mà tự nhiên xẹp xuống rồi. Rồi ông lấy quần ông đội đến đầu các bạn. Nón gì? Rồi cái này giống nè, được giống. Mình chấm cái này 6 điểm thôi các bạn. Đồ khó gì chấm 6 điểm. Đồ khó thì chấm 10 điểm chứ. 10 điểm gì? Cái nón kỳ quá. Cái nón người ta là nón ông lấy quần đội đến đầu. Chứ giờ sao kiếm được cái nón mà như cái nón đầu bếp vậy anh em? Nói chung chấm 6 điểm thôi. Dũng Huy này nó chấm mình có 6 điểm các bạn. Gì đây? Hàn Quốc Oppa. Oppa. Ok, Dũng Huy sẽ hóa trang thành những anh Oppa Hàn Quốc đẹp trai. Một fan của các Oppa Hàn Quốc thì các bạn biết rằng trang phục của Hàn Quốc nó cũng không có gì cầu kỳ các bạn, nó khá giống Nhật Bản. Nhưng mà cái bộ đồ hanbok thì nhìn nó có vẻ sẽ dễ thương và dịu dàng hơn. Và sau đây chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng truyền thống trang phục Hàn Quốc.
thấy trang phục Hàn Quốc của chúng ta rất là kiểu như là rất là đơn giản và ấy đúng không? Mình thấy hả, trang phục Hàn Quốc thì khá đơn giản rồi các bạn ạ. À. Tại vì nó chỉ có một cái kiểu như vậy thôi. Giống kiểu mặc vest ha, nó mặc một cái áo à, giống anh em để giống Nhật Bản không, nhưng mà kiểu vậy các bạn. Đó, đây là trang phục Hàn Quốc của Hàn Quốc. Và còn hai trang phục cuối cùng thì mình nghĩ rằng là mình với lại Dũng Hy sẽ cùng nhau bóp luôn các bạn ạ. À. Thì bây giờ mình sẽ cháo đổi để cho Dũng Hy nó không biết, thì Dũng Hy nãy giờ nó ve me các bạn. Thì trong đây chúng ta còn hai nước, đó là một là nước Mỹ và hai là của nước nào? Của Ấn Độ hay gì, nãy giờ Ấn Độ chưa? Chưa, Ấn Độ hơi khó. Ấn Độ đúng không? Đưa cho Dũng Hy luôn các bạn ơi. Mất công Dũng Hy để anh gian lắm. Rồi, Dũng Hy công. Chết rồi, Dũng Hy nước Mỹ rồi. Thằng Dũng Hy mốt được cái Mỹ rồi. Nước Mỹ các bạn. Rồi, mình được cả Ấn Độ. Rồi, khó cho mình rồi các bạn ơi. Bây giờ hai anh em của tụi mình sẽ cùng hóa trang luôn nha các bạn. Hai bộ trang phục cuối cùng của chúng ta đó chính là một bộ cao bồi truyền thống của Mỹ cùng với cái mắt chột này. Và đó, như các bạn đã thấy thì bộ đồ của Dũng và cái nón cao bồi, và mình đây thì là kiểu như là đồ truyền thống của Ấn Độ với cái bao trùm. Mình quên đó các bạn ơi, mình tính vẽ một cái chấm tròn ở đây là để cho giống người Ấn Độ này, nhưng mà hả, mình rớt cái bút ở đâu mất tiêu rồi, cho nên là thôi đỡ mất công thì mình chưa quên chấm. Thì đây, và hai trang phục truyền thống cuối cùng cũng sẽ là hai trang phục kết thúc video tại đây rồi các bạn ơi. Và các bạn thấy những trang phục này như thế nào, và các bạn có thấy nó đẹp hay không, hay là các bạn muốn mình làm những trang phục của nước khác, thì nếu các bạn thấy thích series này thì các bạn hãy nhớ để lại comment và like và đăng ký cho anh em của tụi mình thật là nhiều nha. Và anh em của tụi mình sẽ hẹn gặp các bạn vào những series hấp dẫn tiếp theo của anh em của tụi mình. Bye bye các bạn.